Giang là mẹ phải dạng cõi, tay chân rung, đôi mắt thì mở, con ở phương xa sao chịu nổi. Gọi em vài lời ở trong bài nhạc, nhưng mẹ hình dung được con trai. Xa cách nhìn chung con vẫn thương mẹ suốt cả một đời chưa thương ai. Nhưng mẹ ơi con khóc, không biết giờ này mẹ ngủ chưa. Ngày ba ra đi để lại thằng trong quá lớn, mà trời thì đổ mưa. Chỉ còn bờ vai gầy gò nhưng hơi cháy gió trở trời ngàn điểm tượng. Chắc tại do con bất hiếu đi xa được gia đình mất một điểm tượng. Gió nước mắt lăn dài trên má, mẹ ơi con nhớ nhà. Chờ con nhé mẹ yêu yêu dấu, đêm vẫn đêm trôi. Ngày mai nắng lên vàng ánh sáng.